Thưa quý vị, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa tạm giữ hình sự 5 người để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đưa người trái phép qua biên giới. 5 người này gồm Võ Văn Phú, 34 tuổi, Nguyễn Văn Hóa, 28 tuổi, Lê Công Hậu, 25 tuổi, Trương Trọng Hiếu, 31 tuổi, cùng ở ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành và Nguyễn Xuân Tú, 41 tuổi, ở xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Trước đó, vào ngày 19 tháng 1, tại khu vực ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 3 người phụ nữ đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia. Qua khai thác, 3 người này khai đã thuê một đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để đi làm việc với giá 11,5 triệu đồng một người. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp Phú, Hóa, Hậu, Hiếu và Tú. Điều tra ban đầu xác định cả 5 người đã nhiều lần tổ chức đưa chót lọt người vượt biên trái phép qua biên giới Việt Nam-Campuchia. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, bột nguyên liệu giả, thuốc giả, tem mác hay nhãn hiệu cũng là giả. Một đường dây làm thuốc bảo vệ thực vật giả vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây này. Trước đó, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện đối tượng Trần Thiện Giác, trú ở An Giang, đang vận chuyển số thuốc bảo vệ thực vật giả trị giá 50 triệu đồng. Đấu tranh khai thác từ đối tượng, lực lượng công an đã triệt phá một đường dây chuyên làm giả, vận chuyển buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó bắt giữ 5 đối tượng khác là Nguyễn Quốc Thắng là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài. Khám xét cơ sở của các đối tượng ở huyện Bình Chánh và Cần Giuộc, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và thuốc bảo vệ thực vật giả trị giá hơn 800 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xác nhận để phục vụ Đại hội Đảng, các phương án phân luồng, tuyến đường cấm, giờ cấm, hạn chế đã được thông tin từ nhiều ngày trước đó. Tuy nhiên, không tránh khỏi khung giờ cao điểm một số tuyến đường phương tiện dồn ứ lớn gây ùn tắc giao thông. Theo đó, từ 6h30 đến 8 giờ, các đường nhánh ra đường Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh bị ùn tắc nghiêm trọng, 2-3 tiếng sau đường vẫn chưa thông thoáng trở lại. Đến 11 giờ, đường Phạm Hùng cạnh cổng phụ Trung tâm Hội nghị Quốc gia vẫn còn ùn tắc, dòng xe máy đi sát lề đường phải chôn chân vài chục phút mới có thể đi qua nút giao. Nhiều người đi xe máy phải leo lên vỉa hè. Hướng đường trên cao từ Mai Dịch xuống Phạm Hùng để đi đại lộ Thăng Long và Nguyễn Trãi do bị chặn lại nên hàng trăm ô tô ùn ứ kéo dài. Nhiều tài xế ra khỏi xe chờ đợi, đến khoảng 11 giờ 30 phút phương tiện mới có thể lưu thông bình thường. Thưa quý vị, đơn vị tư vấn giám sát thi công đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông tuy chưa có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy theo quy định Việt Nam, nhưng là nhà thầu tư vấn giám sát nước ngoài có kinh nghiệm. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xem xét chấp thuận chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy mà nhà thầu tư vấn đã được cấp tại Trung Quốc. Theo đó, đơn vị tư vấn giám sát thi công đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là công ty trách nhiệm hữu hạn giám sát xây dựng Viện Nghiên cứu Thiết kế Công trình Đường sắt Bắc Kinh. Dù hợp đồng tư vấn được ký từ năm 2010, nhưng tới nay, đơn vị này vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy theo quy định Việt Nam. Công ty này sau khi ký hợp đồng giám sát đường sắt Cát Linh Hà Đông đã không lập văn phòng chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện dự án mà huy động chuyên gia theo yêu cầu thi công dự án. Do vậy, đơn vị này không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Ban quản lý dự án đường sắt, đại diện chủ đầu tư đã không hướng dẫn nhà thầu tư vấn giám sát dự án hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Giao thông đánh giá đây là nhà thầu tư vấn giám sát nước ngoài có kinh nghiệm trong giám sát các dự án đường sắt đô thị tại Trung Quốc, có giám sát thi công, lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên phòng cháy chữa cháy. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn xem xét chấp thuận chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy mà nhà thầu tư vấn đã được cấp tại Trung Quốc. Một công ty gỗ rộng khoảng 3.000 m2 ở Bình Dương đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cả khu nhà xưởng cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi hư hỏng. Cho đến sáng ngày 25 tháng 1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã khống chế được ngọn lửa. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe nhiều tiếng nổ lớn. Khi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện khói lửa đã bốc lên dữ dội tại công ty gỗ kế bên, nên lập tức báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong chứa nhiều gỗ nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng toàn bộ tài sản gồm máy móc và các thành phẩm gỗ trong công ty rộng khoảng 3.000 m2 bị thiêu rụi hư hỏng. Công ty sản xuất gỗ gặp sự cố có khoảng 100 công nhân làm việc.
Sau khi nghe tin công ty bị cháy, nhiều người chạy đến hiện trường và rất lo lắng khi hỏa hoạn đúng ngày cận Tết. Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là điều kiện cho thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc có điều kiện trà trộn vào thị trường, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng của các tỉnh đã liên tục phát hiện, xử lý liên quan đến hành vi này. Gần 1 tấn kẹo đã hết hạn sử dụng được đối tượng Nguyễn Đức Tùng mua từ Hà Nội về, sau đó thay bằng nhãn mác ngày sản xuất, hạn sử dụng mới để mang đi tiêu thụ. Trước khi bị bắt vào ngày 24 tháng 12, đối tượng này đã tuồn một lượng lớn kẹo hết hạn sử dụng ra ngoài. Đối tượng đưa ra thị trường để bán cho những người tiêu dùng ở những một số là vùng, chủ yếu là đưa ra một số vùng như miền núi và một số các vùng lân cận giáp ranh với thành phố Vinh. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện bà Trần Thị Thủy ở xã Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh đang có hành vi chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 bao tải đựng mỡ đã qua sơ chế với tổng trọng lượng khoảng 700 kg. Tất cả số mỡ trên được bảo quản không đúng quy trình, bốc mùi hôi thối. Công an huyện trong thời gian cao điểm cũng đã phát hiện, đấu tranh làm rõ được 2 vụ liên quan đến sản xuất mỡ trâu bò lợn bẩn để xuất ra thị trường trái phép và vi phạm nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến nay, công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xử lý 26 vụ, 27 đối tượng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hơn 1,5 tấn sản phẩm động vật. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác trong mua sắm hàng tiêu dùng và phối hợp chặt chẽ và với các cái lực lượng liên quan để kiểm soát. Ngoài ra thì cái địa bàn Hà Tĩnh đang còn có một cái đặc thù là có nhiều khu công nghiệp mà tập trung rất lớn cái lượng công nhân, hàng nghìn công nhân ở trong khu công nghiệp. Mà nếu mà không kiểm soát chặt chẽ cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất là dễ dẫn đến các cái vụ ngộ độc. Dịp cận Tết là thời điểm gia tăng nạn buôn lậu pháo. Đáng ngại hơn là nhiều đối tượng vì nguồn lợi nhuận đã liều lĩnh giấu pháo nổ ngay trong khoang máy của xe khách. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Kha, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Khi lực lượng của công an huyện Ea Hờ Leo phối hợp với một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk dừng chiếc xe khách Việt Tân Phát mang biển kiểm soát 51B28904 chạy hướng Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trong khoang máy phía sau, tổ công tác phát hiện có 3 thùng cát tông, bên trong chứa 56 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 82 kg. Sau khi biết đây là pháo thì nhiều hành khách đã tỏ ra lo lắng bởi đây là chất dễ cháy nổ mà nhà xe vẫn liều lĩnh cất giấu trong khoang máy. Thì xe tụi em chạy tuyến từ huyện Cái Bang Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Thì đến lộ trình quá tới quá trạm thu phí Hàm Rồng của Gia Lai thì có người ta khách người ta gửi hàng. Em cũng có hỏi là đồ gì trong anh, người ta bảo là đồ ăn thôi anh. Bây giờ nói gửi vào chỗ nào thì gửi vào Sài Gòn. Rồi vậy thì em cũng nhận, cũng do mình cũng chủ quán thì nhiều khi vậy cũng chủ quán rồi nhận hàng của người ta luôn. Tới chừng lên tới địa phận huyện Ea Leo, lực lượng công an chặn lại kiểm tra xe, kiểm tra hàng rồi mới biết ra là pháo. Tụi em cũng bất ngờ, cũng không biết trong đó là hàng gì, hàng pháo đâu, không biết hàng pháo. Các cái phương tiện trước đây là do là lực lượng chúng tôi là thường xuyên kiểm tra các cái cốp chở hàng hóa ở dưới gầm, thì hiện nay là một số các đối tượng là vận chuyển hàng hóa, hàng cấm, đặc biệt là pháo, là không để ở dưới gầm xe nữa mà nhét vào gầm của khoang máy, gây rất là nguy hiểm. Tại vì phương tiện đang chạy trên đường thì cái máy nó sẽ nóng, mà cái hàng pháo nổ thì là hàng rất là dễ cháy và